For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý. Trọng Hiếu bị ngó lơ khi hát trên phố Hàn Quốc. Trọng Hiếu nói từng thấy như chú hề, thất vọng vì diễn nhạc đường phố ở Hàn Quốc nhưng ít người quan tâm. Trong tập 2 series Trọng Hiếu kinh khủng khiếp 4 mùa, phát hành vào ngày 19 tháng 1, ca sĩ biểu diễn nhiều ca khúc đường phố Hàn Quốc, dòng ca Bước đến bên em, thực hiện ý tưởng quảng bá văn hóa Việt thông qua âm nhạc từ cuối năm 2023 đến nay. Trong lần đến Seoul, Trọng Hiếu thất bại ngay đợt diễn đầu tiên. Ca sĩ đứng hát, nhảy nhiều giờ nhưng ít người quan tâm do không biết Trọng Hiếu là ai. Có lúc tôi thấy như chú hề làm trò hay cả thế giới đang quay lưng với bản thân. Cảm giác ấy thật sự rất tệ, khiến tôi buồn, thất vọng, ca sĩ nói. Tuy nhiên anh không bỏ cuộc, lên kế hoạch trở lại biểu diễn trên phố Hongdae sau đó. Lần này ca sĩ nói nhận được sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng. Khán giả không chỉ vây quanh mà còn hát, giao lưu cùng anh. Trọng Hiếu nói, tôi đi từ cảm xúc lo sợ đến vỡ òa. Âm nhạc thật kỳ diệu khi gắn kết con người với nhau một cách nhanh chóng. Qua sự việc, tôi càng hiểu hơn về tinh thần không được bỏ cuộc khi theo đuổi mục tiêu. Theo Trọng Hiếu, việc chọn đường phố để trình diễn thay vì sân khấu nhằm xóa bỏ khoảng cách, tạo không gian gần gũi, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Khi bước vào thực tế, anh nhận ra việc mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới không hề đơn giản, bởi ngoài tài năng còn cần sự kiên nhẫn. Trọng Hiếu cho biết đã quay hình tại nhiều đất nước gồm Cộng hòa Séc, Đức, Hàn Quốc. Mỗi nơi đặt chân đến, anh biểu diễn nhiều bản hit phối theo phong cách sôi động, kết hợp nhạc cụ dân tộc như đàn trưng, bầu, tranh. Hình ảnh ca sĩ thường đội nón lá, nhảy múa trên đường phố thu hút sự chú ý của người dân địa phương, khách du lịch. Qua dự án, tôi muốn đưa hình ảnh truyền thống kết hợp hiện đại thể hiện qua âm nhạc, vũ đạo để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn, Trọng Hiếu nói. Ngoài series âm nhạc đường phố, Trọng Hiếu đang chuẩn bị cho sự kiện live tour tại 5 thành phố ở Đức vào tháng 2 và tháng 3. Ca sĩ 32 tuổi lớn lên ở Đức, năm 2015, anh về nước tham gia cuộc thi Việt Nam Idol và đoạt quán quân, bước đệm giúp ca sĩ bước vào showbiz, ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Con đường tôi, I'm sorry baby, Khắc Hưng, Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới do anh sáng tác. Hồi tháng 3 năm 2023, Trọng Hiếu tham gia sân chơi Eurovision Song Contest, cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu, kết quả xếp hạng 3. Thời gian gần đây, không ít khán giả bất ngờ khi Trọng Hiếu không ra mắt MV mới vào đợt cuối năm, mà thay vào đó là dồn tâm huyết cho series thực tế này. Khi được hỏi lý do, Trọng Hiếu chia sẻ, MV vốn là không gian nghệ thuật, là thế giới riêng mà người nghệ sĩ tạo ra và giới thiệu tới khán giả. Còn series là thế giới của Trọng Hiếu, thế giới giao thoa của nhiều nền văn hóa, không có biên giới, chỉ có âm nhạc, năng lượng tích cực và tình yêu mà con người dành cho nhau. Chia sẻ thêm về dự án của mình, Trọng Hiếu bộc bạch, Hiếu nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là chia sẻ tình cảm với tất cả mọi người bằng nghệ thuật và con người thật của mình, không chỉ với gia đình, bạn bè mà bất kỳ ai tôi gặp, khi họ cần sự ủng hộ về tình cảm hay cần một bờ vai để tựa, tôi luôn sẵn sàng. Những chia sẻ này của ca sĩ Trọng Hiếu cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.